Chào các bạn đến kênh xe một cách 24 giờ. Siêu xe thể thao Suzuki GSX-A 1000 hoành tráng trong bản độ racing từ Thái Lan xuất hiện với vẻ đẹp vô cùng hấp dẫn, khỏe khoắn khi khoe toàn bộ bộ quay màu cam đen, nổi bật và đầy tinh tế ở phiên bản kỷ niệm 60 năm, kết hợp một số chi tiết carbon fiber vô cùng tinh tế với vô số đồ chơi hàng hiệu với giá trị cao đã làm cho mẫu xe thể thao Suzuki GSX-A độ của Baker đến từ Thái Lan trở nên ấn tượng hơn và hoành tráng khi xuất hiện ở trên phố. Siêu xe thể thao Suzuki GSX-A 1000 hoành tráng trong bản độ racing từ Thái Lan khoác lên mình bộ cánh cam đen ở phiên bản kỷ niệm 60 năm kết hợp với một số chi tiết carbon fiber đầy tinh tế đã làm cho chiếc xe độ trở nên cực kỳ nổi bật hơn rất nhiều khi xuất hiện ở trên phố. Chiếc xe độ này được trang bị rất nhiều phụ tùng hàng hiệu cực chất và giá trị cao, không chỉ đẹp mà còn đem lại khả năng vận hành tốt hơn. Đầu đèn mắt phượng đặc trưng của chiếc GSX-A 1000 càng trở nên phần tinh tế khi được trang bị thêm kính chắn gió Magicon Racing Carbon đầy cao cấp. Cùng với đó là bộ nắp đậy kính đến từ Yoshimura. Hệ thống phanh sau cũng được nâng cấp với heo Rebo Rossi. Hệ thống ga cũng được lớn hơn khi được trang bị cụm tăng tốc Dimono, cụm bao tay Dimono. Phía bên tay lái trái cụm con Rebo Racing. Dàn ghi đông xe trở nên ổn định hơn khi được trang bị trợ lực Hybrid ACS. Hệ thống phanh đĩa kép 320mm vẫn được giữ nguyên với heo Rebo Monolock. Hệ thống phanh sau cũng được nâng cấp với heo Rebo Bilic 2 bit đối xứng. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị bộ gác chân Risturin màu vàng đầy nổi bật. Hệ thống xe sau cứng cáp với phuộc Holden TTX. Một số chi tiết carbon fiber đầy nổi bật đến từ Chevrolet Works Racing. Dàn chân cực chất khi được trang bị vành hợp kim nhôm siêu nhẹ đến từ thương hiệu OZ Racing. Sức mạnh chiếc xe độ vẫn được khối động cơ sedan thẳng hàng DOC dung tích 999 phân khối cho công suất cực đại 191 mã lực. Tại vòng tour 12.000 vòng phút, mô men xét cực đại 120 Nm, sức mạnh động cơ truyền tới hệ thống thông qua hộp số 6 cấp và 3 chế độ lái khác nhau, mạnh mẽ quy lực hơn với ống xả titanium customer. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại ở clip kế tiếp, nhớ like, share và subscribe.